Coi đi. Tôi đã điều tra ông Nam Sơn này nè, đã rời khỏi Việt Nam đầu tháng 3 và ông ta không hề quay lại. Tại vì cuối tháng 4 dịch Covid Việt Nam bùng phát, và tới đầu tháng 5 Facebook ông ta bị hack. Tài khoản Nam Sơn này đã hoạt động trở lại đúng như cái tên ban đầu của nó cách đây 3 tháng, nhưng mà tất cả những thói quen đều thay đổi hoàn toàn, khác với chủ tài khoản trước đó. Nếu như anh xem lại hoạt động suốt 2 năm trước đây của chủ tài khoản Nam Sơn, anh sẽ thấy là thói quen đăng bài của ta, đặc biệt những bài viết, anh ta không bao giờ đăng những bài viết cá nhân về ăn cái gì, đang ở đâu trên Facebook của mình, mà tài khoản này lại khác. Và có một điều rất đáng lưu ý, đó là chủ tài khoản Nam Sơn trước đó không bao giờ đăng hình về cá nhân, mà chỉ đăng những ảnh về cộng đồng thôi. Như vậy theo những gì anh nói thì có thể là ai đó đã hack tài khoản của ông Nam Sơn, xong sử dụng tài khoản của ông để tấn công cô ca sĩ Anh Mai nhằm mục đích trục lợi. Chính xác. Tất cả những dòng trạng thái đăng tải những ảnh trước đó, tôi đã cho một phần mềm phục hồi lại tất cả hiện trạng ban đầu, và đúng như chúng ta dự đoán, chính xác hoàn toàn. Vậy thì làm sao chúng ta biết được ai là người đang sử dụng tài khoản của Nam Sơn? Tất nhiên là biết được rồi. Tôi đã truy vết định vị ID và biết được người đó đang ở Việt Nam, và cụ thể là quận Tân Phú. Tôi đang tìm cách xâm nhập vào máy tính của hắn, và nếu như tôi vào được, chắc chắn với anh, tôi sẽ xác định được danh tính thật sự của hắn. Song song với việc đó, tôi sẽ tiếp tục truy vết ID của người đã đăng tải clip tống tiền nữ ca sĩ Anh Mai. Nếu như hai tài khoản nó khớp nhau, chắc chắn vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Vậy thì chúng ta phải tấn công cùng một lúc. Đúng. Để hắn ta không kịp trở tay. Đúng. Và để nắm chắc được phần thắng thì chúng ta sẽ mời Nam Sơn về đây để anh ta lên tiếng trong cái vụ này. Nhưng mà tôi chỉ e là anh Nam Sơn đang ở Mỹ. Vậy thì bằng cách nào chúng ta tìm được? Cái chuyện đó anh không cần phải lo đâu. Tôi sẽ liên lạc với lại bạn của tôi bên nước ngoài, tìm mọi cách để liên lạc được với Nam Sơn. Chúng ta phải làm càng sớm chuyện này càng tốt. Nếu như mà để qua Tết, cái vụ này nó sẽ bị chìm xuồng, và người chịu thiệt thòi nhất đó chính là cô ca sĩ Anh Mai. Đúng vậy, chúng ta phải làm càng sớm càng tốt. Alo, bạn hả? Cái chuyện mà mình nhờ bạn á, cố gắng giúp mình càng sớm càng tốt nha bạn. Cái chuyện này nó rất là quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến sinh mạng của một cô gái và 20 đứa trẻ đó bạn. Rồi rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm. Chị ơi, tình hình của anh Mai sao rồi chị? Cô ấy đã được truyền dịch và chúng tôi đang theo dõi. Hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đang làm thủ tục để cô ấy xuống khoa. Cảm ơn chị nhiều lắm. Của mình không? Mùa xuân đang về đó. Ở ngoài kia đang rộn ràng tiếng hát của Mai đó. Và điều quan trọng là
mọi người ai cũng nghe Mai hết. Vậy thì không có lý do gì mà Mai từ chối cái gì khán giả mà phải không Mai? Nếu như cô nghe được những gì tôi nói thì hãy tỉnh dậy đi. Tôi năn nỉ cô đó.